xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SET Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, à, Tổng thống Donald Trump đã tiếp một số nhà đấu tranh dân chủ và tự do tôn giáo tại tòa bạch ốc. Trong này có hai người Việt Nam, đó là mục sư tin lành Aga, một người thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương, một tín đồ cao đài Nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia, gặp gỡ tổng thống tại phòng bầu dục trong nửa giờ đồng hồ và đây là hai người này sau đó thì đã ra bên ngoài chụp hình. thì tại cuộc gặp tổng thống thì tổng thống Donald Trump có hỏi thăm và ghi nhận họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông đã lắng nghe tất cả những chia sẻ của những người này và đạo hữu cao đài Lương Xuân Dương có nói với đài Hoa bản tiếng Việt đài, đài 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 tiếng nói Hoa Kỳ Việt ngữ á là ông rất hân hạnh được gặp Tổng thống Donald Trump và xúc động khi thấy nhà lãnh đạo Mỹ quan tâm đến các nạn nhân bị đàn áp tự do tôn giáo trên toàn cầu. Và ông cũng nói rằng là, ông đã nói thẳng với Tổng thống là Việt Nam không có tự do tôn giáo. Và ông muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo bằng cách đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo thì ông tổng thống mới hỏi lại ông dương là việt nam à thì ông dương bảo tôi trả đúng vậy <laughs> cảm ơn tổng thống <laughs> cảm ơn tổng thống thì ông dương cũng chia sẻ với bạn với đại tiếng nói hoa kỳ bản tiếng việt là buổi gặp gỡ tổng thống trump là giây phút tuyệt vời bởi vì tôi là người việt nam bị truy nã vì hoạt động cho quyền tự do tôn giáo được hoa kỳ cho định cư và để gặp tổng thống để nói lên nguyện vọng của mình rất là quá sung sướng đây vì đàn áp mà được qua định cư lại được gặp tông tông đó là số một ông dương ơi thì cuộc họp với tổng thống ở tại tòa bạch ốc diễn ra ngay sau ngày hội thảo thứ nhì ở tại bộ ngoại giao ở trong khuôn khổ hội nghị cấp bộ trưởng về thăng tiến tự do tôn giáo theo dài trong hai ngày 16 và 18 tháng 7 quy tụ ngoại trưởng của khoảng 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới với một cái thông điệp là kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu thì hai cái người là ông Lưu Xuân Dương và mục sư Aga nằm trong số những người tham dự Uh, cái sự kiện này và như tôi nói với quý vị là họ đã gặp được tổng thống Donald Trump. Ngoài Việt Nam ra thì có tổng thống Donald Trump cũng gặp luôn tức là trong cái nhóm này nhiều người là ngoài Việt Nam còn có những người là nạn nhân đàn áp tôn giáo các nước khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran, Miến Điện, Cuba, Iraq. À. 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 Còn Việt Nam thì lâu nay họ bác bỏ cái chuyện là họ vi phạm nhân quyền uh, tự do tôn giáo các như Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran, Miền Điện, Cuba, Iraq là cứ chơi vẫn Hoa Kỳ vẫn chơi, <laughs> vẫn chơi như thường đó. Thì nói chuyện đó, ông Tổng Tổng não ấy, vẫn làm ăn buôn bán, rồi vẫn lên án, cũng kể cũng hay. Rồi đó là chuyện hai người Việt Nam gặp Tổng thống Donald Trump à, để đưa ra vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cũng trong tuần vừa qua có một cái cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện mà Tổng thống Donald Trump vô cùng mừng. Đó là Hạ Viện bỏ phiếu không thông qua nghị quyết trích phế Tổng thống Trump Không thông qua nghị quyết gọi tội Tổng thống Trump Với số phiếu 332 trên 95, tôi chỉ có 95 ông bà Dân Chủ ủng hộ thôi Còn ngoài ra tất cả Cộng Hòa và đa số Dân Chủ đều ủng hộ à, Như vậy là 137 người ở bên Đảng Dân Chủ cùng với Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu uh, trích phế Ờ, ông Trump lý do là cái cái, cái cuộc bỏ phiếu này do ông dân biểu Elgin của thành phố Houston tiểu bang Texas ông đề nghị trên màn hình quý vị đó là ông ông là tại vì tông tông á ông tông tông tweet ra nói ba bốn cái bài dân biểu kia là đi về nước của quý vị á, thì đó là mang tính kỳ thị mà kỳ thị là chúng tôi có thể luận tội được rồi Đấy không nhưng mà đem ra thì bị thất bại nhưng mà ông ông Elgin bảo cái này không phải thất bại chúng tôi sẽ làm nữa nhưng mà đây là cái phiếu đầu tiên chính thức ở tại quốc hội mà đòi luận tội ông Trump thì riêng bà Nancy Pelosi đó, bà chủ tịch Hạ Viện đó, bà không đồng ý với cái, cái cuộc bỏ phiếu này bà bảo là Cái cuộc đấu tranh của ông Elgin là vẫn quan trọng, rất quan trọng Nhưng mà quan trọng hơn là bây giờ chúng ta sẽ trong những ngày tới sẽ có điều trần Sẽ gọi là là, 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 là đặt câu hỏi với ông Robert Mueller Và bây giờ đang có 6 ủy ban của Hạ Viện đang điều tra ông Trump như vậy là đủ Không nên nghĩa là luận uh, tội ông nữa thì ông Trâm sau khi ông nghe này ông bảo cái này tào lao nhưng mà thôi rõ ràng là thế ông tôi ngon lành thế, em đâu có đâu có luận tội tôi được đó. thì bà Nancy Pelosi bà, bà bảo là thôi nếu mà để để sáu ủy ban làm việc là đủ rồi không cần bởi vì bà cũng ngại nếu mà bây giờ mà luận tội ông Trâm mà cũng chả đi tới đâu vừa khoa bên thượng viện đảng cộng hòa kiểm soát thì cũng, cũng hoài không ăn thua gì cả nhưng mà cái này nó cho thấy rằng là đi vào hồ sơ đó. nó đi vào hồ sơ là có cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên trong cái nhiệm kỳ của ông trump có cuộc bỏ phiếu đòi luận tội ông mặc dù không thành công đó. và cái này nó làm cho ông elgrin ông là một người dân biểu có vị thấy gốc châu phi ông binh vực cái người thiểu số đó. và binh vực phụ nữ đó cũng có điểm nữa, đó chứ không nhưng mà thôi người ta bảo là kệ chuyện từ từ và có lẽ bên dân chủ đó họ ngại này nếu mà Đụng ông Trump có khi họ thiệt, 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 thiệt hại trong cuộc bầu cử năm 2020 Được. Hoặc là có thể là bây giờ bà Nancy Pelosi bà chưa biết chuyện này Làm ra mới nó lời lỗ như thế nào Nó risky quá, nguy hiểm quá đúng không? Thôi tạm hơn Để điều trần sáu ủy ban kia Quánh còn ngon hơn, nó là nóc ông Trump ngày nào cũng lôi chuyện ông Trump là nói, có cái còn sướng hơn Và bây giờ tin cho biết là họ đang chuẩn bị những câu hỏi Sẽ hỏi ông Robert Mueller trong những ngày tới sẽ hỏi gắt ông Robert Mueller để lòi ra những cái tin nào để mà có cái cớ để mà luận tội ông Trump hoặc ít nhất là làm cho ông Trump mất mặt. Mà tin còn cho biết nữa là gì? Thậm chí các ủy ban đó, họ còn tập giật nó, à, nó gọi là mock trial đó, mock hearing đó. À, xin lỗi gọi là mock hearing có gì họ sẽ cho mọi người đóng vai là ông Robert Mueller đứng đó dưới đây các vị dân biểu đảng dân chủ sẽ hách thỏi ông này ông này sẽ trả lời nó tóc luôn rồi còn né như thế nào thôi dí chỗ kia đó đó, đó đó thì cái này nó là cái cái cái, một cái sinh hoạt dân chủ rất là lành mạnh của nước mỹ quý vị đừng có nghĩ là kiếm chuyện này. thật ra luật lệ không cấm ra làm gì chúng ta có thể, có thể làm cho tới khi bị cấm nhé thì không làm ví dụ luật bảo là không không cấm không cấm cầm phone trong lúc <laughs> không cấm để phone này, trên bàn trong lúc trên hình này thì tôi để đứa sao đâu đừng có nói là ô ông dũng này sao làm chương trình mà để cái phone đây kỳ quá nó cảm tính nha mình đang nói về luật ở đây không ai vi phạm luật đó tại vi phạm luật là vô ngồi tù rồi thành ra bên dân chủ họ cũng làm họ cũng có cái mục đích của họ mà ông trâm sau khi ông thấy bên dân chủ cố tình đánh rớt cái này ông cũng mừng vào thế không quý vị thấy không? không những cộng hòa ủng hộ tôi mà dân chủ ủng hộ tôi luôn đâu có muốn luận tội tôi đâu à. rồi đó là một cái chuyện như vậy liên qua cái chuyện khác cũng hấp dẫn không kém <laughs> đó là cái chuyện này thì thật ra nó cũng lắm rồi quý vị ơi bây giờ thì nó lại có một cái gọi là chính thức tức là hôm thứ năm vừa rồi cái ông tránh án liên bang ở new york ông mới ra lệnh là không đóng hồ sơ hồ sơ này hôm trước đóng bây giờ cho mở ra không để các nhà nghiên cứu nghiên cứu thì hồ sơ này hồ sơ gì hồ sơ liên quan đến cái vụ ông tông tông bị tố cáo là có anh nằm có ăn vụng với hai cô một cô là ngôi sao tài tử phim nhà nghèo một cô là người mẫu của playboy à, đó và để mà bao che hai chuyện này bởi vì nó xảy ra vào khoảng tháng 10 năm 2016 trước ngày bầu cử ông tông tông sợ rằng chuyện này đổ ra thì là tiêu bởi vì trước đó ông bị cái vụ ác hollywood là muốn bốc hốt ở đâu cũng được là cũng đã ca ngờ vì thêm vụ này chết thì có lời tố cáo rằng là ông chỉ đạo chặn hai cô lại không cho nói bằng cách dùng tiền đó. Thế thì bây giờ đó là hôm thứ năm rồi ngày 18 tháng 7 Hồ sơ tòa nó mới mở ra Thì trong đó nó có những chi tiết cho thấy là Tổng thống Trump Có can dự vào chuyện này Can dự như thế nào chi tiết như thế nào chúng ta có thể spy sao mới biết Nhưng mà bây giờ đó họ mới phát hiện ra là chuyện nó xảy ra Từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 À. lúc đó ban vận động của ông Trump phải vội vã đi tìm cái nắp đẩy cái hũ này lại có hàng giòi to ra ra là chết đẩy lại cho bên giòi đừng có ra kiếm hũ nào đẩy ra này thì một trong những người làm chuyện đó lại là ông Michael Cohen luật <laughs> sư riêng tổng thống Donald Trump bây giờ, giờ sắp ngồi tù hay ngồi tù rồi hôm nọ cũng khai chuyện đó Nhưng mà chuyện nó xảy ra như thế nào à. chi tiết ra sao cũng hấp dẫn lắm mặc dù chuyện đã qua rồi xin quý vị đừng rời màn hình SCT chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại Cảm ơn quý vị đến những màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 trước phần quảng cáo có kể quý vị nghe cái chuyện diễn tiến nó xảy ra và từ cái ngày mùng 8 tháng 10 đến 28 28 tháng 10 năm 2016 tôi chỉ có vài ngày trước ngày bầu cử tổng thống như thế nào thì bây giờ người ta mới viết ra trong cái trong cái trong cái hồ sơ đó các nhà điều tra thì họ điều tra là đương nhiên có người khai thì mới kể ra là cái đêm ngày mùng 8 tháng 10 vào lúc 7 giờ 20 phút Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen và phát ngôn viên của Tổng thống Trump lúc đó là cô Hope Hicks. Cô này lúc là phát ngôn viên cho ban vận động Trump, sau này cô vô làm giám đốc thông tin tổng hợp ốc cô mà từng là người mẫu và đẹp đẹp đó quý vị. Giờ cô nghỉ rồi. Ba người này nói chuyện với nhau trong nhiều phút. Sau khi đó thì có một loạt cú điện thoại giữa ông Cohen và ông David Baker Ông này là chủ tịch của công ty American Media Công ty này làm chủ tờ báo lá cải National Enquirer Và trong đó có cả ông Dylan Howard luôn Ông này là phụ trách về nội dung của tờ báo này Thì chúng ta biết tờ báo này là Họ mới chỉ đạo nhau Thì chúng ta biết sau này chúng ta biết là tờ báo này mua câu chuyện Những cô này bảo là bán nó tôi tiền đi Thấy không? Thì rồi uh, mua của cái cô uh, Kê Gân Bán đi rồi chúng tôi đăng là không được ai đăng nữa nhưng bán xong rồi nó tôi giếm nó không đăng gọi là cash and kill thì các công tố viên nói vào lúc đó ông Baker đó là một bạn thân của ông Trump nhá nói là sẽ dùng cái câu cái công ty của ông để mà diệt câu chuyện này là cash kill đó sau đó vào lúc 8 giờ 3 phút ông Cohen lại phone cho ông Trump ứng cử viên Trump và nói chuyện với ông khoảng 8 phút sau đó lại có nhiều cú điện thoại giữa ông Howard và ông Cohen và sau đó thì ông Howard Howard tách ông có hang như này Kid will do it Kid là ai à, Kid là cái ông luật sư à, ông luật sư này là cái ông luật sư tên uh, Kid là ông luật sư um, Kid Davidson à, ông là luật sư của cô uh, Steph, uh, Daniel Stephanie tên thật là Stephanie Clifford à, cô Daniel À, Clifford quay nhò là Kifford thì cô này là cô mà tài tử ngôi sao của phim nghèo thì Kiff là ông này đã dàn xếp chuyện đó còn cái câu chuyện của cô đào mà coi như là đóng chụp hình cho tờ Playboy đó thì chúng ta biết rồi là sau đó cái tờ National Quay thì họ mua câu chuyện đó và họ đóng trong hộp để trong cái set box là bây giờ biến luôn. Nhưng mà chuyện này nhắc lại để biết thôi là nó đã được chính thức ở trong cái hồ sơ. Nhưng mà bên phía công tố cũng như các tòa án cho biết luôn là sẽ không truy tố thêm ai trong vụ này. Vụ này coi như là xong và cũng không truy tố được luôn ngay cả tổng thống truy tố được bởi vì luật hiện hành là Bộ Tư pháp không thể kết tội một tổng thống đương nhiệm. Rồi đó là câu chuyện Donald Trump xong. Bây giờ một câu chuyện của bạn Donald Trump wow, hấp dẫn vô cùng quý vị. Bạn này tuy là bạn nhưng tuổi nhỏ lắm, thua ông Trâm, đáng con Trâm đó là bạn Kim Jong-un. Mới đây, tờ báo Washington, tờ New York Times, Đài Fox, tất cả họ điều tra và họ thắc mắc cái chuyện ở đâu ra bạn ông Trâm mà có xe Mercedes đi đã thế, đặc biệt cái chuyến ở Hà Nội, à, sâu hàng. Thế thì bây giờ người ta mới tìm hiểu tại sao mà ông vi vu như thế. À, bởi vì sao Bắc Hàn bị cấm vận mà cái vị cấm vận gần như hoàn toàn Làm sao mua xe hơi được à, họ điều tra là ghê Làm cách nào mà những chiếc xe hạng sang này về đến tay Kim Jong-un Đây quý vị thấy trên màn hình Là đây ở Hà Nội à, Đó quý vị coi kinh hoàng Thế thì bây giờ đó người ta mới điều tra ra à, Là những chiếc xe này Là mang tên những chiếc xe như Rolls Royce này Mercedes này, Maybach này, Lexus này tại sao mua được thì những chiếc xe này người ta cho biết là từ tháng 10 2018 à lúc đó ông Kim Jong Un gây ngạc nhiên cho nhiều người khi ông đi chiếc xe Rolls Royce Phantom hạng sang đến gặp ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khi ông này đến thăm Bình Nhưỡng thủ đô Bắc Hàn để mà dàn xếp cái chuyện thượng đỉnh ở nhà mình đi gặp khách và khách đi xe rồi mình đi cái là bạc đi thì theo Fox đã báo ta, 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 họ điều tra đó báo cáo liên hợp quốc cho hai chiếc Rolls Royce này trị giá khoảng 500 trăm đô la và dường như được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017 tại một nhà máy của anh ở Woodwood Vậy và là cũng mới ghế mới nhưng làm sao mà chiếc xe này những xe đến được Bắc Hàn tờ one Street Journal ngày 16 tháng 7 dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra hé lộ con đường bí mật để đưa chiếc xe này từ bên châu Âu về tay chủ tịch Kim Jong Un đi sau Trước hết là những cái xe đi phải 4 tháng trời mới về được Và đi qua năm nước khác nhau Trong đó có các nước là đồng minh của Mỹ luôn à. Và cần tới 3 phi cơ vận tải tham gia vào việc vận chuyển Vậy Thấy không? cấm vận gì? gì? Tôi nói nhiều lần nó cầm bệnh sặc khe Những nước đồng minh làm lơ luôn, Mỹ làm lơ luôn được. Tiếp nè Tờ Journal dẫn nguồn tin từ Center for Advanced Defense Study có trụ sở chính ở thủ đô Washington DC cho biết vào năm 2018, hai chiếc Mercedes có khả năng chống đạn được cho là có giá nửa triệu đô la mỗi chiếc bắt đầu được vận chuyển từ Hòa Lan vào tháng 6 2018. Khi đến được Bình Nhưỡng tổng cộng là tới tháng 10 2018 mới đến Bình Nhưỡng, thấy không? Là đi sau đây, à, hành trình đi như thế này. Ngày 14 tháng 6 năm 2018, hai chiếc xe hạng sang Mercedes được đưa lên tàu rời khỏi Hòa Lan. 31 tháng 7 2018 đến thành phố Đại Liên Trung Quốc 26 tháng 8 2018 rời Đại Liên đến Osaka, Nhật Bản, nước đồng minh của Mỹ <laughs> Vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 Rồi 27 tháng 9 năm 2018 rời Osaka đến Busan, Nam Hàn 3 ngày sau đó Busan kẻ thù mà sáng nó lên luôn à. Rồi sau đó chiếc tàu chở hai chiếc Mercedes của ông Kim rời Busan đến Nakoka ở Nga Trong chuyến đi này con tàu từng bị mất liên lạc một cách bí ẩn trong 18 ngày Cho đến ngày 19 tháng 10 2018 thì mới có liên lạc trở lại. Lúc ấy con tàu này đang trên đường trở lại Busan, Đó là trở lại Busan của Nam An. Rồi tờ Washington Journal cho biết trong thời gian con tàu mới liên lạc thì có 3 chiếc phi cơ vận tải của Bắc Hàn bay tới thành phố Vladivostok của Nga để đem hai chiếc Mercedes về bình nhưỡng cho ông Kim Jong Un. Theo Fox News cho biết người ta cũng từng nhìn thấy ông Kim ngồi trên chiếc limousine Mercedes Maybach S600 Pumanga có trị giá thị trường khoảng hơn 1 triệu rưỡi đô la chiếc xe này đã được thay thay đổi và được độ lại độ lại là cho bánh xe tăng lên cao đó. theo ý thích cá nhân của ông Kim Fox News dẫn lời ông Dong Jong Kim một chuyên gia về an ninh giám đốc trung tâm hàng không và không gian của Nam Hàn cho biết chưa có thống kê chính thức nào cho biết ông Kim có bao nhiêu chiếc xe nhưng ước tính ông ấy có từ 100 đến 300 chiếc đậu trong các gara đặc biệt ở Bắc Hàn kinh chưa quý vị từ các hội nghị gần đây mà ông Kim Jong Un tham dự người ta có thể thấy rằng cũng có ít nhất là các kiểu xe sau đây nè hàng hàng của ông nào đồ chơi của ông nào Mercedes-Benz S600 Pumanga Maybach 62S Rolls-Royce Ghost Rolls-Royce Phantom Và một chiếc Lexus LX570 Và một chiếc Mercedes G Và một chiếc Mercedes Maybach S600 G Cái chiếc là chiếc đi Hà Nội đó Rồi Wall Street Journal cũng cho biết Hỏi mấy hãng Đức Mercedes-Benz Ở đâu ra, tại sao mà mấy này có Ông Đức và em cha, em cha không biết gì đó Chúng tôi không biết gì hết Chúng tôi chỉ bán thôi Còn sau đó nó bán chẳng nào tôi không biết mà xe này người ta cho biết luôn không có VIN number tức là vehicle identification number xóa hết không biết ai là người bán trong kim thấy chưa trong lúc dân Bắc Hàn nghĩa là anh không có mà ăn đi xe đạp không có mà đi thu nhập không biết được ngàn đô la năm không thì ông Kim Jong Un đi xe xịn trị giá hàng trăm hàng triệu đô la và được các nước đồng minh của Mỹ làm lơ cuộc đời Tình và tiền nhớ dùm tôi <laughs> Cấm vận là tào lao Nhờ cấm vận nó mấy hãng này bán được những loại xe đó Đắt tiền Các cái đồ cấm vận vô nó mắc Chúng tôi mua được hết Mà mắc thì người bán có lợi Đời thế thôi Và đó là thông điệp gửi đến cho quý vị trong chương trình hôm nay Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới